trời ơi, thằng này nay lại đi đâu rồi? Quái lạ. Thằng này nay lại để vườn không nhà trống cái này. Không có một tí trách nhiệm nào với cái ngôi nhà gì cả. Tôi. Ừ. Rồi, nhà không có ai đóng hết cửa. Mà tự dưng trong bếp lại có cái gì ra. Ôi trời ơi. Thôi hỏng rồi. Nhà thằng này sao chuột cống à? Hay chuột đất sao to thế? Mà không phải. Vườn không nhà trống thế này, nó không có nhà. Ôi như thế hay là có trộm ta? Mày chết với tao. Mặt đi ăn tè. Này, tao tấm câu mà tí tao cho hòn gạch vô cái đầu này thấy không? Này, nếu hòn gạch này vô đầu thì mình chết rồi. Nhưng mà nhìn mặt anh buồn cười. Mặt mày buồn cười hơn. Nhưng mà này, tại sao gọi ở nhà gọi không chưa? Dạ. Gọi không chưa gì hả? Cái gì? Bố tao nghe nó bản lộn mày. Tao ở nhà gọi không chưa? Em đeo tai nghe làm sao mà nghe được? Tại sao đeo tai nghe? Đang nghe nhạc mà. Mày làm gì? Mày đi con mạch chết. Nghiêm túc này. Tại sao đóng cửa không gọi nhà không nghe? Em đang lấy bột cho anh Tượng mà. Mặt bây giờ nhá, anh làm rơi bát bột cho đây này. Bột liên quan đến tao mày làm rơi mà. Anh không phải em mà. Sao tao gọi mày không nghe từ đầu đi? Em đang nghe nhạc, em nghe làm sao được? Ok, kìa mày. Bắt để bát bột cho em nhanh. Nhìn than, nhìn đồ bột đâu mà bột. Về. Bột gì đây? Thôi hỏng rồi, anh Tượng vào rồi. Bây giờ anh tính làm sao thì tính đi, em không biết đâu. Bạn. Bột biết đổ hết thế này. Anh không làm đấy anh ạ. À. Này, này, đừng nói thế nha. Mang tiếng này nha. Bạn ơi, bạn hiểu tính tôi không? Tôi không có làm cái gì cả. Tôi cũng không cố ý cố tình gì đâu. Tôi dừng ra nó hất cái bột không hả? Anh mà, anh không phải em biết tung lên. Tại mày không để ý chứ tao biết gì đâu. Biết đấy là tại anh. Không biết là tôi đúng thật sự là mày bạn, tôi sống với bạn từ bé đến giờ, bạn hiểu tính tôi đúng không? Thì đâu làm sao mà tôi làm được sự việc nó như này được. Còn lại là tôi không làm, mà cái mình làm nhá. Anh Lương làm anh ạ. À. Không có một cái gì vấn đề cả bạn anh. Ơi. Cảm ơn bạn. Rồi tôi về đây, gọi lại cho. Được. Ôi, cái nó có kia, đứng lại cho tao. Anh Tưởng ơi, trời em ơi. Một lần xa, bao lần nhớ người. Ôi, làm cái kia em. Lạnh lắm, nhưng mà ngoan mổ. Làm cái. Không. Mày trời thì đang nóng, tao đang mặc ốc. Ôi trời ơi, bạn đừng có đổ tôi nữa thì tôi đổ không. Trời ơi. Ô, này, đi đâu ấy? Chuyện đại sự, cháu phải đi đã. Ô, từ kể tao nghe đã. Nhưng mà từ. Cái bọn này đi ra đóng phim kinh dị à? Hóa trang thì đóng phim kinh dị hay sao mà trắng bạch ra đây? Ôi thì nhìn hấp dẫn nhỉ? Ôi này, ôi trời ơi, đợi tao với! Tôi không quản tí sinh lực không nữa đâu bạn ơi. Anh Tượng! Ôi trời ơi! Đi đi không nhìn? Bạn ơi, tôi xin bạn. Đây, ngồi lại xem nào. Không ngồi được mệt lắm rồi. Nhà bạn có tí oxy là cho tôi chín tí để không tôi chết đi mất. Anh Tượng ơi, đánh cho một trận cho chùa đi. Mày đừng có quá đáng nha, tao đập vô mặt nha. Thằng bạn tao là người rộng lượng chứ không nhỏ mọn như cái loại mày. Này, anh là người làm đổ bột ở đây mà bây giờ đáng nhẽ ra là em phải được ăn rồi. Bây giờ anh Tượng lấy cái gì để làm cho em ăn đấy? Chắc tao làm đổ. Mà bạn định làm cái món gì cây nhà lá vườn nữa à? Ừ, anh Tượng định làm bánh pizza cho em ăn đấy. Bây giờ anh làm đổ hết bột rồi thì lấy cái gì mà làm cho em ăn được? Mua bột khác. Kìa. Lấy đâu ra mà mua khác nữa, hết rồi. Bạn nhiều khi không có quán này thì có quán khác chứ bạn cứ làm căng làm cái gì nhỉ?
Đấy là cái gói cuối cùng đấy bạn ạ. Đó, thấy chưa, bây giờ không còn gì, em ăn bằng cái gì được. Thôi bạn ơi, tuần nãy bạn chạy thấy mệt rồi. Nên tôi bóp tay bóp chân cho bạn cho nó không là nó lưu trên não, là kiểu gì bạn cũng nghĩ ra kế. Để bạn xử lý cái vụ này cho tôi nhé bạn nhé. Tôi tin bạn làm được mà. Eo, đúng là chỉ được cái mồm nịnh bợ. Chả được cái gì. Phá với báo. Mày nghe các cụ nói chưa, mồm miệng đỡ tay chân. Mày không được như tao, mày ghen đúng không? Yeah, em thèm mà, em không giống anh đâu. Đầu óc không nào nghĩ ba cái thứ linh tinh đen tối. Thế chứ không phải mày à? Không, mà anh ạ. Mày. Anh ạ. À đúng rồi. Ê bạn đừng có động tay động chân nha, mệt rồi. Đúng trời ơi. Đánh đi, đánh một trận nó chưa đi. Đánh cái gì mà đánh? Tao nghĩ ra cách để thay thế bột rồi. Cái gì? Cơm nguội. Tao sẽ lấy cơm nguội làm đế bánh. Có được không đấy bạn? Các bạn không tin tôi à? À tin tôi là không tin hết. Được rồi nhá. Anh tưởng là nghĩ ra cách khác để làm pizza rồi. Đáng nhẽ ra em phải được ăn bánh pizza chuẩn cơ. Nhưng mà bây giờ anh tưởng nghĩ ra cách khác rồi. Nguyên liệu làm pizza hôm nay do anh Lương phải chịu trách nhiệm hết. Chịu. Liên quan. Anh là người làm đố hết bột mà. May mà. Anh được. Bạn ngồi đây đợi tôi tí. Ấy chưa. Lêu bây giờ anh chuẩn bị phải đi mua đồ rồi. Mày thích bài trò không? À em bắt anh Tượng nhá. Anh Tượng ơi, luôn anh định đánh em này anh Tượng ơi. Mày đừng có mồm điêu. Gì đây? Anh luôn định đánh em. Đây. Tôi biết hết tất cả các nguyên liệu để làm đây rồi. Bạn ra chợ đi mua đi. Nhưng mà tôi Hay lắm. Tôi cái gì? Các bạn có đi mua không? Hay là bạn mà không đi mua tôi biết tay đấy nhá. Rồi. Đây tôi đi. Đấy. Thân vào túi đi. Ớt hành chuông. Anh Lương đi trở về sớm nhá. Không. Nhanh lên nhá. Này. Hả? Vào trong tắm rửa thay quần áo đi. Nhìn mày như con hề ấy. Ú Tượng ơi. Rau mùi. Này đi đâu mà chạy gớm á? Đi. Đi đâu? Đi nhanh. Ô. Anh nói đi đâu chứ? Đi. Kiếp thật, có cái bánh pizza là mà mua nhiều đồ thế bay. Mày cứ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đấy? Hả? Lẩm bẩm cái gì đâu? Này. Bạn có thèm ăn bánh pizza không? Có, mày mua tao à? Tất nhiên là không rồi. Bây giờ như này nhá bạn nhá. Từ khi nào? Này bạn ơi, bạn ra ngoài chợ đi, bạn mua ít nguyên liệu về về thằng Tượng làm là anh em mình sang ăn thôi. Thế sao mày không đi đi? Tôi đang có tí việc của dòng họ này, bạn thấy người bấn ra ngoài chợ nó cười tôi sao? Chứ? Chịu. Đi ra chợ mua có ít đồ thì mà nhờ tí không được, thằng Tượng mà. Đưa tiền này. Cái gì? À. Phải đưa tiền mới mua được chứ. Ứng trước đi tí về nhà Tượng giá sách đồ về nó giá thôi. Có vài cái chục cho mà cứ om lên. Chịu. Ok. Này, bạn không tin tôi là bạn không tin được Tượng luôn. Thật mà. Thế sao nó không nói với tao? Thì đó nãy tôi đi vào thì tôi kéo bạn đi luôn cho tiện. Này đi mua ra chợ. Đấy cứ mua y hịt thế là về thôi. Có thật không? Trời ơi thật. Chắc chắn về là đưa lại tiền nhá. Ừ tí về bảo ông Tượng nó đưa đi. Đi cho nó sớm, nhanh nhá. Lâu tao mới trả. Cái gì? À không, đi đi coi nhớ mồm trời ơi. Nhớ mua đủ đồ về cho nó làm nhá. Nhớ trả nè. Rồi, lâu tao mới trả. Trời ơi. Mẹ. Không biết là một củ hành có đủ không ta. Ôi cứ xô đua làm gì nào, ổi ăn nhỉ. Ôi trời ơi. Sao cái ổi lại đỉa được ra quả ớt chuông là sao nhỉ? Mà quả ớt chuông sao lại tự dưng lại mọc ở cây ổi? Ôi trời ơi, hiện tượng quá là kỳ lạ luôn. Cứng chưa? Trời ơi. Hợp lý quá, mình đang tìm ớt chuông mà. Thôi kệ, về đã. Tượng! Ôi. Này. Ôi trời ơi, vỡ mất quả trứng rồi bạn ơi. Trời ơi, tôi mua đồ cho bạn làm bánh pizza này. Sao tôi? Hả? Sao tôi lại mua cái này? Thì thằng Nữ Khô nó bảo tôi mua về đây rồi thằng Tượng trả tiền mà. Eo, cái gì mà anh Tượng trả tiền? Sao trông chú thông minh và đẹp trai cái đầu tôi như thế này rồi mà mình anh lừa là sao? Thì tao biết đâu, nó bảo mua về nó đưa tiền mà. Sao chú lại tin anh Lương là sao? Anh lừa người đấy. Hôm nay này, những cái đồ này là anh Lương phải trả tiền chứ làm sao anh Tượng nhà cháu lại trả tiền được, chú bị lừa rồi. Thế mà nó bảo là nó uy tín. Trời ơi, cái độ uy tín của anh Lương có mà âm 1000 điểm rồi. Ủa thế nó đâu rồi? Cháu biết làm sao được. Lương ơi. Đây. Mày đi vào đây, nhanh. Này, đủ đồ chưa? Đứng đây. Đủ đồ chưa? Này, sao mày lừa tao? Lừa gì, đầy đủ đồ chưa? Vô làm đi bạn. Mày thích lừa tao không? Đứng vào tao. Nào. Tôi. Nào.
chạy đi, trả tiền cho tao đi. Trả tiền cho tao, nhanh. Tao không cần biết mọi cách mày trả tiền cho tao. Anh không có tiền thì anh không phải trả cho em. Đúng rồi. Ê, con này mày bênh đúng không? Mày đồng lõa với cái thằng này đúng không? Vâng. Mày có tiền mày trả cho nó đi. Cháu mà có tiền thì cháu trả cho chú rồi. Cháu có tiền thì cần gì cháu phải ngửa tay ra cháu xin anh được. Thế mày bênh nó làm cái gì? Hả? Đã nói thằng là này. Anh không có tiền thì anh trả làm sao được. Thế sao mày còn bênh nữa? Cháu bênh là vì cháu thấy anh Lương tội nghiệp đáng thương nên là cháu mới bênh thôi. Ồ, không có tiền thì làm sao mà trả được. Tao không cần biết mày biết bao nhiêu cái kèm mới được một nấy đâu. Hả? Tao không biết trả tiền cho anh nhanh lên. Anh Lương, anh không có tiền từ trước đến giờ, anh làm gì anh có tiền đâu, anh có tiền anh trả cho chú rồi. Có tấm lòng. Đây là chú bị mày... lừa chứ. Cái con này mày thích trả treo không? Hả? Này, bây giờ nhá, mỗi người mỗi công việc đi ra làm phụ cho anh Tường đi, bây giờ chú ra chú phụ với anh Tường đi. Tao không đi tiếp con thằng này. Anh Lương, cháu có công việc cháu ra cho anh Lương rồi. Mày thích trả treo không? Cháu thích cái gì thì làm gì được cháu. Được rồi nhá. Tao không đi này. Hả? Bây giờ công việc của anh là cái gì? Công việc của anh đơn giản lắm mà. Đơn giản luôn á? Vâng. Thế này em thương anh chứ. Không còn giận anh chuyện hồi sáng này à? Không, hồi sáng là hồi sáng chứ còn bây giờ là em thấy anh cả sáng anh bị lừa chạy khắp làng rồi nên là em thương. Em mới bênh anh, em biết là anh không có tiền rồi. Ôi trời ơi. Mày có phải em gái của tao không đấy? Có mà, em gái của phải anh. Không? Phải. Công việc của anh phải làm gì? Bây giờ nha, công việc của anh rất là đơn giản luôn. Rồi. Anh chỉ cần vào nhà anh nằm, anh ngủ nghỉ ngơi, em chờ anh Tượng làm xong một cái em kêu anh dậy anh ăn. Thế là được. Trời ơi, em đúng là em gái anh này, cầm ra làm đi. Cảm ơn em. Bây giờ anh mà không vào ngủ nhanh thì em... À, đây, sao này? Vào ngủ nhanh lên nhá. Rồi. Trời ơi, đàn ông con trai mà trí lớn vươn cao, trụ cột gia đình. Ăn mỗi vài ba củ hành mà cấp lên cấp xuống rồi. Ôi, tài mát quá các bạn ơi. Cứ lau nào. Ủa, thôi. Nào, ngại cái gì? Phải ngại. Tôi với bạn ăn chơi với nhau thì nhỏ luôn. Phải cho mắt lại lên thôi. Thôi. Ngại cái gì mà ngại, ông đừng thay ớt, ông thỏa mắt cho nó bằng nhau rồi. À, quên đâu. Đệ tử của anh trai mồ côi. Chủ thơm nhức mũi. Chứ ăn đã thấy ngon rồi. Eo ơi, cháu ơi, cháu ngửi không rồi cháu cũng đặt thấy no rồi. Ừ. Ngồi đừng ăn nữa. Ừ. Cho dù cháu có no nhưng mà anh Tượng này cháu làm thì cháu cũng phải cố ăn hết một nơi đây. Thế anh Tượng mày làm chứ, trứng rồi các thứ của tao mà. Ở đây, chứ không ai gọi thằng Lương à? Ờ, thằng Lương đâu? Anh Lương anh đang ngủ trong nhà anh ạ, kệ anh Lương đi. Mà mọi người nó nhỏ nhói cho anh ngủ nha. Thì em để lại cho nó một phần. Không cần đâu anh ạ, em để phần cho anh Lương rồi. Gớm. Nay mày thương anh Lương mày nhỉ? Cháu lúc đầu chú chẳng thương mọi người, đây là chú không thấy thôi. Việt. Sao mày không thương tao nữa? Không thương đấy. Muốn thương thôi, ăn liền đi. Nói nhiều. Ngon, tuyệt vời. Giờ không ngon mà ngon không giỏi anh gọi. Mời em. Trời ơi ngon.
pizza bằng rượu ngàn tốt một cái làng. Ô trời vẫn ngủ ạ. Anh Luân, dậy đi, dậy nhanh lên. Ôi, cháy nhà. Cháy cái đầu anh nghĩ nhà đang bình thường yên ổn, tự dưng anh nói cháy nhà là sao? Anh chửi ở nhà em một cười đấy nhỉ? Biết đâu trời. Cái gì đây? Hả? Pizza anh Tượng làm đấy, pizza đặc biệt thơm ngon đấy. Pizza? Vâng. Đâu thì để anh thưởng thức cho nào. Từ đã, từ từ bình tĩnh. Trước sau gì anh chả được ăn nè. Đúng rồi, trước sau cái gì chả được ăn. Ôi tao không có dỡ hơi để cãi nhau mày. Này cũng mà cãi không lại. Nói giọng thôi, thôi được rồi. Này, pizza của anh Lương này, anh không ăn mau để nó nguội mất. Đây. Pizza gì nhỉ? Pizza đặc biệt thơm ngon, pizza nào? Mini siêu khổng lồ. Ăn lừa tao đúng không? Lừa đâu? Anh không ăn đi là tí nữa, nó nguội đi đấy. Đây, ăn đi. Anh ăn đi. Này, không phải là lừa đâu. Mà đây nhá, là cho anh chừa cái tội nhá. Không muốn làm mà đòi có ăn. Không muốn làm mà đòi có ăn. Chú ăn, chú chủ ăn, cứ ăn đi. Mày. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi hết tập phim của chúng mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một subscribe, một comment, một like, đấy. Rồi, một like được chưa? Like.